đây đến gặp gia chủ. Dạ, gia chủ đây, gia chủ đây, hai đứa song ca áo đỏ, hai đeo đỏ đây, áo đỏ bạn của trường tên Dũng. Dạ. Hôm nay Dũng cũng đi gửi gạo. Không phải, đây là tài chủ. Anh Dũng mới cho 80 mấy bao gạo. Ủa vậy hả? Dạ, nên nay anh Dũng đi luôn. Trời ơi, hôm qua An mắng em là xài bao gì gì vậy cháu. Anh ra đi, mùa dịch em nó xài bao kinh khủng luôn anh. Thôi, bây giờ em cầm đi thì anh sẽ chuyển phụ sắp vô. Đây, áo đỏ chứng tỏ yêu dao. Bây giờ Dao sẽ làm không khiên và Dao sẽ quay trung điên khiên vác nha. Trung điên khiên vác, trung điên khiên vác không từ nang bất cứ thứ gì luôn. Mùa này riết rồi hả, là tập tạ hết. mà không có được tập tạ tay. Không, nếu vậy không, lấy cái thùng này nhẹ thôi. À, thùng nhẹ, mấy thùng nặng cho nằm ở dưới. Vậy thì đây khoan đựng sữa đó hả? Hình như cái thùng nước mắm là nặng nhất á. Đúng rồi. Chị sửa cho bên đây. Dạ. Cho lên trên. Nói chung là mùa này là tập trung đi khiêng vác hết. Hôm qua Giao nói là đấy gì đó, ai nói anh Trương là dạ này ốm phải không? Ừ, đúng rồi. Giao nói là mùa này là hao mòn hết. Thằng kia nó lái xe ở Lasta cũ nó chọc. Nó kêu là thấy anh Trường hóc bụng lại rồi. Đủ ạ, đủ thôi. Tại có gặp cũng ăn. Ta xe gạo đi ha, hai giờ. Dạ. À, xe gạo bên kia, xe gạo đang lên luôn nha. Xe gạo đang lên. Mình là ưu tiên cái áo đỏ là mình đi lý nhí mình đi theo rồi vậy. Lần trước quên. La tí ta tí tở gặp nhau cười nói hí hố. Không thèm quay gì hết. Hôm nay bên đội mình có thêm một tăng cường thêm người quân mới nha mọi người. Mỗi phải kiếm người kiếm càng lực lưỡi chút toàn là mini không à? À mini vậy chứ vân dữ lắm đúng không anh? Khỏe hơn đúng không? Thì sao đừng có bụng được rồi. Dạ đó. Xe là hôm qua chiều qua mở ra nó móc trong ghế. Trời ơi. Bữa giờ sống cái bàn không có để ý. Ồ đúng rồi. Mưa nó hơi ẩm. Nó móc rồi lâu muốn điên luôn. Đợi hết dịch chắc phải đi vệ sinh nội thất đó. Đổi vệ sinh xe nội thất. À, không, không. Nếu vậy thì căng quá. Chơi trò mà cứ móc mà đổi thì căng quá. Không, đổi xe này. Đổi xe này. Đổi xe này hư phuộc hết Lâm ơi. Đổi hư phuộc hết. Xe này quá. Không có chuyến nào mà Lâm đi Đà Lạt mà thấy được cái gương sau đó. À, bít luôn phải không? Lúc nào cứ đi về nhà là bít. Bít nguyên cốp. Mà cái thùng cốp này nó lớn lắm. Cái này là quà của anh em. Dạ. Cái này là không phải ACB tặng đâu mà là An tặng sư cô ở chùa. Hồi nãy tay rung hết trơn, thấy ba túi ACB mà thấy vuông vuông. ACB nha. Sư cô tặng bánh bí mùa này nè anh mẹ. Dạ. Mùa này là cái gì đó, bánh trung thu là không có rồi đó. Thôi ăn này đổ. Dạ, dạ rồi. Ok, cảm ơn An nha. Ba cục vuông vuông trời, tay thì rung hết trơn. Bao nè mọi người. Cứ tưởng anh Minh ở trong. Bao nè mọi người. Mình chất hàng lên đó, để tí nữa tặng ha. Nha anh Vũ. Dạ. Trời ơi. Ê, dạ, anh ra ngoài cho em đi. Em phải ôm bạn cả. Trời ơi, khắp tay nó dựng ngược lên. Chị vào đây đúng không? Chị vào thùng đúng không? Ừ, anh vô luôn. Theo đất công là mình cũng ngồi giữa vậy đó. Mà mình đừng. Trời ơi, anh này giúp ảnh gia nổi tiếng rồi, bác đi chụp điện thoại đó. Vậy mới được. Dạ. Chân dài rồi. Quá có tâm luôn. Thôi cảm ơn nha. Dạ, chúc sức khỏe. Dạ. Bye bye. Để đón cho Dũng lên đi. Rồi đi nha. Alo. À, bây giờ anh chạy qua em này, Nghĩa. Bây giờ anh sẽ đi đường nào cho gần từ chỗ nhà của tí á. Đi tới đâu rồi?
tới đâu rồi? Anh đi ra nó tiếng Trí hả? Đâu tới chưa? Thôi gì kêu chồm nó luôn đi. Cuối vòng xe ra hả? Thì mình tới sau cho mọi người tới đi. Không không, đó là hẹn hẹn bên Trí đi. Hẹn nhau bên Trí nha. Hẹn nhau bên Trí nha chứ. Chị sẽ chở em Dũng đi dọn xe nhé. Đi dọn vui. Qua có gạo anh. Không anh. Đi ta bà chơi. Nãy ra bờ trái hay phải? Bờ trái. Chỉ đường nha. Xin chào mọi người. Lời chào rất là muộn màng. Tại vì nãy giờ đang tí ta tí tởn khiêng đồ lên với lại các bạn mình chút. Tại vì gặp mùa này, gặp nhau mùa này thì thiệt là xa xỉ lắm luôn. Sáng nay theo kế hoạch thì tụi mình sẽ tiếp tục trông thêm cho khu nhà trọ ở phía 1209 ở ngay khu gần khu Tân Tạo á. Thì đợt trước thì tụi mình cũng đã có chuyển lên đó là một số gạo và một ít quà trung thu cho mấy cháu ở trong đó rồi. Nhưng mà cũng như mọi người biết là gạo không thôi thì cũng chưa đủ. Cho nên hôm nay thì cũng vẫn tiếp tục chuyển gạo lên, tụi mình sẽ chuyển lên hai hẻm trên. Tại trên đó là những cái xóm trọ nó rất là dày đặc luôn mọi người. Và cái điều kiện ở, điều kiện vệ sinh rất là tệ luôn á, phải nói là tệ đó. Cho nên là, và tình trạng của họ hiện nay là đang rất rất là khó khăn. Mấy chỗ khác mình chỉ nói là khó khăn thôi, nhưng mà chỗ này thì mình phải nói thật là rất rất khó khăn. Bởi vì là một cái khu trọ như vậy mà người ta không có được sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương, y tế tại địa phương. Cho nên bây giờ thì khi mà tụi mình đã chuyển gạo qua hai cái xóm trọ đầu tiên thì những cái xóm tiếp theo người ta ù ra người ta xin. Nhưng mà tụi mình, như mọi người biết là trong cái lần trước thì tụi mình đã gặp cái xóm trọ có F0, là bởi vì tụi mình chưa kịp check thì họ tới họ xin, cho nên là tụi mình sẵn đó, tụi mình đẩy xuống luôn thì có F0 đó. Cho nên lần này thì tụi mình sẽ thận trọng hơn sau khi mà chăm cho hai cái xóm cũ thêm một chút nhu yếu phẩm, gồm có là bạn mình đã hỗ trợ thêm là gồm có nước mắm, dầu ăn và bột nêm. Thì tụi mình chăm thêm cho hai cái xóm này thì tụi mình sẽ kiểm tra những cái xóm trên và mình sẽ thuyết phục bà con là người ta giữ trật tự, giữ cái khoảng cách an toàn để tụi mình để có thể phối hợp với tụi mình để có thể chuyển gạo tới cho bà con một cách gọi là an toàn nhất. Đó, tình hình là vậy. Mình vừa mới qua quận 9, vừa mới lên cái hàng mà bạn mình hỗ trợ xong. Thì bây giờ thì tụi mình sẽ trên đường qua kho gạo của Trí và tụi mình sẽ cùng lên Bình Tân và giới thiệu với mọi người. Hôm nay đội tụi mình đi có một thành viên mới. Đây, ảnh ngồi sau nhưng mà biết sao không? Cái ghế bên cạnh của ảnh nó bị xếp đầy hàng rồi mọi người, cho nên là không có thấy được. Đó, thì tí nữa giới thiệu với mọi người về khách mời sau nghe. Còn bây giờ thì chúng ta đang ở trên đường gì đây, đường Đỗ Xuân Hợp, để quay trở lại với bên Bình Thạnh ngay kho gạo của Long Trí. Rồi đội kia có một chiếc nữa thì mọi người biết là đang lên gạo ở bên đó, và tụi mình sẽ hẹn gặp nhau chỗ Long Trí rồi để cùng đi lên luôn. Đó, tình hình là như vậy. Và hôm nay xin thông báo với mọi người là trời rất là xấu, không có một tí nắng nào. Mình chỉ hy vọng là khi mà chuyển gạo xuống thì nó sẽ không bị mưa. Nhưng mà có được đỡ một cái là bên tụi mình á, thì chọn cái loại gạo đài thơm mà đóng trong cái túi ni lông dày mọi người. Đấy tích, ép đấy tích lại rất là dày. Cho nên là nó, nếu mà lỡ mà có gặp mưa á, thì thiệt ra nó cũng không có ảnh hưởng tới chất lượng gạo lắm. Còn mình thấy là những mình không có chọn mấy cái bao mà giống như bao gọi là cái gì ta, bao tải hả? Đó, những cái bao đó thì nó dễ bị hút ẩm, rồi nó dễ bị mưa ướt mốc gạo á. Cho nên có những nhóm đi bị mốc gạo là cũng thông cảm cho họ, tại vì có những cái sự cố ở trên đường á. Nói chung với mọi người là đi làm này mỗi ngày nó ra một sự cố khác nhau, và tụi mình chỉ có thể là
enjoy cái chuyện đó thôi, không thể than phiền gì. Thôi nên là hôm nay chắc chắn thì đi làm cũng sẽ có sự cố thôi, nhưng mà sự cố nào thì nó cũng sẽ thành cái kỷ niệm trong cái chặng hành trình của tụi mình với Sài Gòn trong những cái tháng ngày này ha. Bây giờ qua chốt hả? Thôi thấy bản rồi. Chốt nhiều, nhưng mà theo mình biết thì tại nay là sáng chủ nhật nên là cái lực lượng người đi làm họ không có đông, chủ yếu là ráp với người đi chợ thôi, nên là lực lượng chốt cũng nhẹ hơn tí. Theo mình biết cái mọi người thì thành phố đang được kiến nghị để tháo bớt chốt, tại vì người ta muốn là đưa lại Sài Gòn trở lại cái trạng thái gọi là, dùng một cái cụm từ mà mình cũng hơi hoang mang, là cụm từ bình thường mới. Thì cái cụm từ bình thường mới, mình nghĩ bình thường thì bình thường đi chứ bình thường mới làm gì, đúng không? Cho bây giờ cái cụm từ bình thường mới đó là một cái cụm từ hot trend bây giờ. Sau khi di biến động dân cư thì bữa nay mình học được là cụm từ bình thường mới. Đó, trạng thái bình thường mới. Và nhân tiện mình sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện rất là điên tiết ngày hôm qua. Là số là mình có người bạn, bạn của mình ở bên bên An Phú quận 2 á, thì bạn của mình mới đặt đồ ăn, nói chung là nấu và đặt xe để gửi đồ ăn cho mình, chính xác là như vậy á. Thì sau khi đăng ký app Aloha rồi chạy thì cả hai đứa ở cách nhau có cái cầu Sài Gòn thôi, nhưng mà tụi mình chờ khoảng 2 tiếng hồ vẫn không thấy đồ đâu. Thế là nhìn ở trên cái gọi là cái gì ta, trên cái app á, thì thấy cứ đứng ngay cái điểm phía ngoài, khúc ngoài đó gọi là xa lộ gì anh hả? Xa lộ Hà Nội, đúng rồi đó. Thế là hai đứa tức quá, bạn mình điện thoại cho cái bạn app đó. Sau đó thì bạn mình gọi lại là giọng giận, thiệt là giận luôn á. Nói trời ơi, giao gọi lại đi, rồi phải dượt nó. Tại vì ấy, tức quá không chịu nổi, phải nói liền á. Là cái bạn Grab đó, bạn đang đi thì bạn bị hai công an bận thường phục, bận quân phục, đi xe chuyên dụng nha, mô tô luôn á nha, ép vô. Dạ, ép vô. Và sau khi kiểm tra giấy tờ đi đường, còn có giấy tờ đi đường ba này kia, rồi giấy kênh cái app giao hàng này kia đại khái, thì một hai nói bạn này là không được đi liên quận. Trong khi là trên Aloha, là khi mà Grab đó chạy cho Aloha, thường thường họ được đăng ký liên quận rồi mọi người. Mà gặp cái em Grab này á, nhỏ lắm, nhỏ xíu à, khờ điếc à. Thế là nghe công an hù phát sợ xanh mặt. Xong rồi bắt đầu hù tiếp. Bây giờ là phạt 10 triệu tại chỗ. Mà nó khóc, cái mức độ mà nó khóc mà bạn mình gọi á, là nó khóc. Khóc nó xin á. Xong rồi bạn mình tức quá, không biết làm sao gọi điện thoại. Đó, mình điện lại số đó, xong rồi bắt đầu mình mới gọi, mình nói em đưa cái điện thoại cho cái anh công an đó cho chị. Và mình cũng tức lắm á, mình cũng định là gây chiến á, tại vì là một là mình thấy rất là vô lý, ủa mắc mới gì phạt người ta 10 triệu mà giữa cái thời này á, mà phạt nhau 1 triệu rồi cũng thấy là bất chân rồi á. Chứ đừng có nói tới cái chuyện 10 triệu mà mình cũng biết cái lỗi gì mà lỗi 10 triệu mà mình là mình quyết ngày hôm qua là mình sống mái mày mỏ ra chinh chiến rồi. Xong đó 1-2 không nhận điện thoại, không nhận. Sau đó thì rần rần một hồi nữa thì vẫn không nhận điện thoại cho tụi mình, tại vì không có nghe, mình không biết mà mình tức quá, mình định chạy ra chỗ đó luôn. Thì cái bạn Grab gọi lại nói là đã đi được rồi. Thì tới cuối cùng là bạn mới kể là một câu chuyện là như sau, là bạn đang khóc ầm ĩ lên để xin là không bị phạt 10 triệu. Thì bỗng chân có hai chú công an khác đi tuần tra, hai anh bồ câu đi tuần tra chạy ngang. Thế là hai anh này thấy một cục và thấy thằng này khóc hù lu hù loa vậy, thì hai anh này lại tấp xe vô hỏi chuyện gì. Thế thằng này nó khóc, nó nói vậy, nó nói là nó xin bút xu vậy. Thế hai ông kia ổng nghi, hai ông nội công an này ổng hỏi ở đâu, đưa giấy tờ cho ổng xem ở chỗ nào, vị trí nào, ấm mớ làm sao. Cuối cùng lòi ra hai ông công an bắt nhỏ hồi đầu là hai ông nội công an giả mọi người. Trời đất ơi, thế là hai đồng chí real,
đã hốt hai đồng chí pha ke. Hốt hai đồng chí ấy về. Trời ơi, mọi người chịu nổi không? Cho nên á, cái này là thiệt á, thời buổi nhiều như mọi người cẩn thận. Thật giả lộn lộn. Và cái cách duy nhất mà để có thể giúp mình á, là mình phải nắm rõ luật, nắm rõ thông tin lên xuống. Vậy cái thời này mình là một đứa rất là lười cập nhật nha. Nhưng mà thời này là mình biết là phải vậy, cho nên là tối ngày mình phải coi ngày mai nó có cái gì á, phải có. Đó, thế là tóm hai đồng chí về mọi người. Xong rồi mình mới nói, em nói bây giờ chị lên chị lấy máy xuống chị quay á. Em dám nói không? Là sợ, dạ thôi em sợ, em dám. Và đương nhiên là mình phải tôn trọng thôi. Nhưng mà mình nói không, nhưng mà chị sẽ kể lại chuyện này á, nhất định chị phải kể lại á. Nói dạ chị kể đi, nhưng mà thôi chị đừng nói tên em. Và dĩ nhiên là bạn này sẽ có số điện thoại, bạn này sẽ có tên mọi người. Mình không có nói không không. Đó, cho nên là để bây giờ hôm nay mình sẽ rình trên báo. Mình sẽ rình mọi người để mình soi coi có hai đồng chí nào bị hốt về không. Thế nào cũng có tin đưa thôi à. Mà nó sợ quá, nó không có dám làm bất cứ gì ngoại trừ chuyện khóc. Chuyện xin mới khóc. Cái xong ngày sau rồi mình phải đứng mình nói không khóc, không nên khóc. Nói chung là con trai không cần khóc, vì khóc thì cần thiết thôi. Đó. Còn 10 triệu là khóc được rồi. Cái chuyện này là giải quyết một cách điềm tĩnh và phải có kiến thức để mà nói chuyện với người ta. Đó. Anh mãi cho anh 10 triệu anh đi khóc. Dạ. Anh khóc như vậy? Mưa luôn. Dạ. 10 triệu giờ lớn chứ bộ. 10 triệu là bây giờ là 500 kg gạo đó. À mọi người nghĩ thôi, trời nhỏ chạy ráp mọi người. Ráp food mà lấy cái khỉ gì ra 10 triệu một đám người của nó có chắc khoảng trăm trăm mấy ha. Có hai cái trường hợp á, một là tiền, hai là hâm lấy phương tiện. Thì giống như trong cái đợt mà tụi mình lên Bình Tân, tụi mình cho vừa rồi đó, có anh chàng á, anh nhớ không, bán cá đó. Cái đi bộ xa xa ra xin đó, nó cho em đi, em nói thiệt á. Em đói quá, em lấy xe ra em đi bán cá với đại á, bán lụi mà bắt luôn cả xe này. Nhốt luôn rồi giờ đi bộ ra xin gạo. Đó nên mình thấy đi sai phạm thì xử lý thôi, nhưng mà đừng có nhân dịp đó mà làm như vậy là không nên. Mọi người quá mấy không, tại vì nói thiệt với mọi người luôn á, thời này á có những thứ cũng phải căn cứ mà xử lý trên tình người. Chứ nói về luật á, mình gặp điên mấy cái trường hợp mà gọi là họ bị cái đầu của họ mà bị nó bị cứng nhắc một cách mà nó dụ bắt tụi mình đi trên đường, hỏi tụi mình là tại sao có cái giấy đi đường rồi thì tại sao không ghi đi đâu, không ghi làm gì. Trời quá lố, vậy là quá lố. Ủa sao mà tụi mình có thể hình dung được trong trên cái đường đó tụi mình đi đâu làm gì được. Tại vì đi quay thì chỗ nào xuống được thì xuống thôi. Biết còn ví dụ thứ hai nữa, đi đường này rồi mọi người rào rồi mình phải lộn đường khác chứ. Tại vì họ là họ không có hiểu, họ bị cứng nhắc á. Thì cái giấy mà cấp cho doanh nghiệp á thì bắt buộc là phải ghi cố định tuyến. Họ theo cái kiểu mà ba tại chỗ á, đi trên một cung đường á. Nhưng mà có những cái cung đường nó nổi hứng lên, đêm nay nó không có rào nhưng ngày mai nó rào mọi người. Thì lấy viết bôi lại. Những cái chốt đó là nó nhảy khắp nơi, cho nên là đâu biết đường đâu. Bây giờ không lẽ vậy đâu, không cho người ta đi. Trên cái căn cứ nó phải cho người ta đi chứ. Nhìn tức lắm. Nói về chuyện luật tự lệ rồi ở đây á, áp dụng có nhiều họ áp dụng cách kỳ quặc. Cho nên là mình rất lấy làm vui mừng mọi người khi mà mình gặp cái người mà thừa hành á. Thừa hành công vụ mà người ta hiểu chuyện, người ta linh động. Bây giờ bắt đầu là quyết mã đây. Mình đã làm rồi. Mã QR. Ủa sao xe này tẻ qua được bên kia? Anh Dũng thấy xe đó không? Xe nào? Đó, xe đó. Đông lạnh trắng đúng không? Xe đông lạnh đó. Anh biết chở gì không? Xe đó hả? Dạ. Nên là tụi nó được ưu tiên đi qua trạm. Wow. Bây giờ là phải giải quyết bằng cách đó đó anh. Giờ nó bắt xe này rồi thì nó không rảnh gì là lo xe mình. Anh đi xe thứ hai đi rồi anh thấy đông mà đông nghẹt luôn á. Cái hôm mà 16 bắt đầu cái chỉ thị mới là mấy cái chốt mà được cứng ngắc luôn. Cho thêm một số ngành nghề ra đường rồi. Tối nay sáng nay anh Dũng xách máy đi sáng tác chứ. Cái khu đó nhiều cái hay lắm. Anh nhìn cái trạm điện không là anh thấy đủ thứ. Anh nhìn đầu tóc em đi nha. Bây giờ nó đang rất là đàng hoàng.
Nhưng mà tí nữa em mà vô đó em cột nó lại sau là nó xù ra như cái đuôi con mèo mà nó đang gây sự vậy đó. Là em bị tích điện của tóc xong nó xè cái đầu em ra vậy đó. Trời ơi ghê thật sự. Nói chung khu đó lá anh vô được. Tại vì khu đó mình đã chết rồi, họ bảo là không có F0. Còn cái khu kế bên thì có. Không, cái khu này thật thà anh Dũng. Khu này người ta còn thật thà. Nghĩ chắc ở gần điện vậy chắc là cái con Covid nó cũng khó sống lắm với điện đó mà. Điện giật miết. Cũng ghi lại được, cũng ghi lại. Mà em nghĩ thôi, nếu mà cái hình nó hay á, điện thoại cũng được. Điện thoại cái khoảnh khắc nó cũng hay. À, dạng này cũng... Nào, nhìn tôi nào. Trong sáng chủ nhật á, nó không đỡ căng hơn, ngày mai thứ hai đi đi. Hôm bữa tụi em đi á, là dồn cục vậy luôn. Dù rất là đông tại các điểm check. Ồ, có những chỗ tạp hóa mở hé hé bán trứng mọi người. Hôm qua thằng Long Trí nó dẫn anh hôm kia chứ mua bánh bao á. Cửa mở 10cm đủ đưa cái bánh bao ra thôi. Ồ, nghe Su nhà em khen bánh bao ngon lắm anh Trường. Có thể đi kia không có hôi, không có đúng, ai đúng, đâu. Nhưng mà nó làm cái nhân nó giống như là chảo quá. Nó cứng. Lát nữa mọi người mua đi. Su khen rất ngon á. Lát nữa nói Trí ghé vô đó mua bỏ tủ lạnh đợi ăn một hai bữa được. Sáng nay anh mới ăn nè. Hôm đó là hôm thứ năm hả? Bỏ tủ lạnh xong lúc ăn thì bỏ lên cái sừng hấp á. Không cần anh chỉ cần anh cắt ra làm tư. Cơm cũng được. Anh để vô trong lò vi ba anh quay chút xíu là nó mềm hết à. Không, lò điện ngon hơn. Anh để nồi cơm ngon hơn á anh ha. Em chùm để nồi cơm tại em biết xài lò vi ba. Không có tốt. Mọi người, mình quê mùa mình để cái lò vi ba đó mình chưa bao giờ động qua luôn mà nó biết xài. Lô tech dễ sợ. Nhưng mà được cái lò tiện. Làm eo cái là nóng liền. Mình đã hở tí, ví dụ như là mình muốn cái gì đó nóng lên bỏ vô nồi cơm điện á. Đừng nó để chế độ hâm. Đây nè, chỗ này xuống đồ ăn. Này xương đây cũng chỉ đi đâu á. Chắc cũng mấy điểm trạm giả chiến, bệnh viện giả chiến. Mấy cái liệm lớn như vậy là sẽ làm thực phẩm cung cấp cho khu vực bệnh viện giả chiến á mọi người. Tại những cái điểm lớn đó thường thường là mình mà mọi người thấy liên tục đồ liên tục xuống mỗi ngày như vậy là chỉ có cung cấp cho giả chiến thôi. Tại như mọi người biết là tình hình cái số người mất vì cái đại dịch này là vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm đâu. Chưa có những con số tích cực đâu. Và có một cái tin rất là xấu hơn, đó là người ta phải dùng từ gọi là cơn bão cytokine. Nó đang càng quét những cái bệnh nhân Covid tại Sài Gòn. Đó là tại sao là gọi là cơn bão cytokine. Người ta phải dùng từ là cơn bão. Thì cytokine là một cái chất mà khi mà cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ tiết ra đó. Lâu ngày đi ha, nhưng mình không phải là chuyên môn, mình sẽ không có nói chính xác lắm đâu đó, đừng có bắt bẻ. Đó thì khi mà hệ miễn dịch của mình nó chống lại cái virus này á, thì nó sẽ tạo ra cái chất như thế này để nó đẩy lùi virus đi. Thì có một số bệnh nhân đó, không hiểu tại sao nhưng mà cái cơ địa của người ta sẽ tiết ra nó quá mức mọi người. Khi mà nó tiết ra quá mức như vậy nó sẽ làm viêm nhiễm tất cả cái cơ quan nội tạng phía bên trong người. Đó là lý do mà bệnh nhân Covid tại thành phố của chúng ta trở nặng và mất đi rất nhanh, trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi. Có thể bà 3 tiếng trước đang ngồi nói chuyện bình thường, vẫn có thể nói chuyện bình thường, vẫn có thể thở, vẫn có thể ấy, nhưng mà 3 tiếng sau mà mọi người nghe mất. Đó thì đó là lý do. Những người trẻ khỏe. Dạ, yeah, đó là lý do. Chứ ông Linh á, ông giải thích lắm mà cũng lười chả nghe. Ông mà chữa cho phi công 91. Cho nên bây giờ hiện nay cái đội mà gọi là đội bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai á, người ta tiếp ứng cho Sài Gòn á, thì người ta đang làm một cái chuyện là người ta sẽ test á, người ta sẽ kiểm tra để người ta xem cái tình trạng của bệnh nhân luôn từ nói chung nó chưa có kết quả nhiều, nhưng mà người ta đang tiến hành như vậy. Người ta hy vọng là sau cái mà test như vậy á thì người ta sẽ kiểm tra được cái tình hình tổng quát bệnh nhân, là người ta có thể dự báo được là cái người này họ có bị cytokine bị gì quá không đó, để mà người ta cứu, có cách mà để mà giành giật lại cái sự sống cho các bệnh nhân khi mà vào những cái khu điều trị tầng cao như vậy. Nói chung là đó là những cái tin mà chúng ta không có muốn nghe, nhưng mà bản thân mình là dạng mấy ngày hôm nay là mình
là từ chối cập nhật tin tức luôn. Nhưng mà có những thứ buộc mình phải xem để coi nó diễn tiến nó như thế nào. Anh chỉ thấy đơn giản là bây giờ người ta bắt đầu chủ quan, người ta không quan tâm đến số ca bệnh, cũng không quan tâm đến số người chết nữa, mà người ta chỉ quan tâm là khi nào được ra đường nè. Tại nó mòn mỏi quá rồi mọi người. Cái đó mới là cái tai hại. Bây giờ mà tháo lệnh cái mọi người bung ra rồi cơ, chết là như ngã rạ luôn đó. Cái lúc đó bùng lên là nó lại virus nó lại mạnh hơn đó mọi người. Thế là phải, ngay cả bản thân của trường nha là... Ôi các chú bộ đội tay trái đi kia. Đi tuần nhưng mà không nhắc ai hết đó. Cái gã bản thân của mình đó bây giờ là bắt đầu bị lơ là chủ quan nha. Đó, nên là mình cứ phải tự nhắc nhở mình là phải cẩn thận chứ bản thân mình cũng bắt đầu lơ là chủ quan. Bây giờ mình chả bắt đầu nghe cái thông tin người ta chết bây giờ hết sợ rồi. Nó cho nghe riết hồi quen á mọi người, mình nghe mà đến độ mà giờ người mình nói nó không buồn không vui gì hết. Nói chung là hết sợ rồi, mà khi mà hết sợ rồi bắt đầu người ta sẽ tuôn ra đường cho coi. Thì ban đầu mình nghe thông tin là Ấn Độ, Indonesia người bao nhiêu số lượng 10.000 người, mình thấy ghê kinh khủng quá, khủng khiếp quá. Rồi xong bắt đầu đến mình đến 400 người bắt đầu mình cũng thấy sợ rồi. Rồi bắt đầu nó tăng dần lên 10.000 rồi cuối cùng giờ mình thấy bình thường. Bình thường mọi người, mà đến độ bình thường đến mức độ vậy nè. Ngày hôm qua Việt Nam vui mừng thông báo là sau những ngày từ tháng 9 đến giờ đây là ngày đầu tiên những ca nhiễm nằm dưới mức 10.000 mọi người. Trời ơi, thực sự tìm cái niềm vui nhỏ nhoi đó mình mắc cười đó, mình đọc qua mình đọc mắc cười quá. Nhưng mà thôi, nói chung là những con số đó là chỉ là những con số thôi, còn mình nghĩ là con số thực sự nó còn ghê gớm hơn như vậy nhiều. Cho nên mỗi cá nhân, mỗi con người, rồi mỗi gia đình thực sự nói cái chuyện như kêu gọi là một pháo đài rồi thì mình thấy ghê quá, mình không có thấy cái đó nó phù hợp. Mình chỉ nghĩ là mỗi cá nhân, mỗi con người, rồi mỗi gia đình đó là người ta cố gắng bảo vệ cái sức khỏe của mình, đó là cho bản thân mình nè. Làm pháo đài với ai hết. Nói chung là mình chỉ nghĩ là bảo vệ cho mình đó, mình tồn tại, mình gọi là mình sinh tồn qua cái mùa này giữa Sài Gòn ghê quá không chịu nổi mọi người. Bây giờ là tới 100 bao nhiêu ngày rồi, chắc 120 rồi phải không? Chắc mười mấy ngày. Mười mấy ngày rồi. Hả? Người ta đang chuyển qua nghề grab rồi, grab gạo. Lá chuối anh có lá chuối màu trắng với màu xanh đẹp lắm. Thì muốn lấy cái đó làm xôi là hơi bị đẹp luôn á. Dứt luôn hả? Còn hôm bữa em nấu thử màu đỏ rồi, màu đỏ nấu lên nó thành đen thùi lùi à. Gà nếp than luôn chị ơi. Nó ra nếp than. Chị có một ước muốn nhỏ nhoi lắm nha. Là Trí. Dạ. Gửi cho chị một làn xôi thôi, nhà mình nếp thôi nha. Rồi chị sẽ nấu cục bếp đó lên, rồi chị sẽ qua chị đặt cái cục đó ở trên cái lá đột biến của chị. Chị lấy không? Ở nhà em còn nếp nè. Nhà em còn khoảng hình như chưa tới 1 ký nếp. Dạ. Nói chung là chỉ cần nấu được tí nếp xong để chị đặt lên cái lá đó cho sang thôi. Gọi là cục xôi mắc nhất Việt Nam hiểu không? Ủa chắc chị vừa sáng dậy mấy giờ pha cà phê vậy? Hả, 5 giờ em đã dậy tập thể dục rồi chị à. Bây giờ là phải vô tập dẫn lý trị liệu rồi. Cho nên là 5 giờ. Thẳng luôn nha anh. Xuống đây trọng tấn đúng không? Chị chơi đột biến thì kỳ vậy. Bây giờ em đang bị gọi là gì ta, đột gì không biết nữa, chưa đến nỗi đột quỵ. Đang định anh Dũng, anh đang định hết đột. Sao mà anh phải ngưng lại đó. Chứ hay gọi là dân chơi hệ mặt trời. Dân chơi hệ mặt trời. Bữa nay là làm cựu vạn hết. Hồi sáng sao em dậy sao em nói là trời đẹp đó, chứ chị giòn đó, chị thấy nó đẹp xì. Thì em cho chị mà, em thấy trời đen thui thù lùi luôn. Nó mưa từ khuya qua cho tới sáng luôn đó chị ơi. Nó ngưng lúc 2-3 giờ đó. Xong rồi khoảng tầm 4 giờ rưỡi hơn á là nó mưa tiếp. Mưa tiếp. Trời ơi, em ngủ cái gì mà em đếm thời giờ vậy chim? Cái camera ở trên vườn của em nó báo động á chị.
Nhờ gió nó giật á. Ừ, em chia sẻ rồi đó, anh coi đi. Khi nào tới thì hú em. Chia sẻ rồi hả? Qua máy anh Trường hả? Dạ không, chia sẻ cho Nghĩa chị cho. Vậy người người ta đang gọi là rất là happy và lâng lâng từ mấy bữa nay rồi. Trinh à, Trinh ấy rồi. Bởi hôm qua mưa quá. Tí nữa Nghĩa lên hai đứa phải làm việc với Nghĩa một cách chặt chẽ về cái chuyện tại sao mà làm cho anh Trường say sẩm trí, say sẩm chất kỳ vật lý gì niệm nghe chứ. Đầu em không, hôm nay còn lắc lư rồi vậy, tập chấn ghê quá. Ổng ru, ổng bẻo, ổng bẻo xong ổng ru. Nhưng mà có cái là bây giờ phỏng vấn là hồi sáng có món cà phê đá pha qua cho chế là đạt tiêu chuẩn chưa? Nói chung là chị đã uống xong, hiểu không? Hiểu không? Đó. Và nói chung là hả? Uống lại như vậy. Trời ơi. Em phải biết là mỗi lần mà chị thấy một ly cà phê ngon là chị sẽ bộ lấy chị uống liền, không hiểu à? Không hiểu. Cái loại đá nữa đó, chị ơi. Cà phê mình có đá vô thì uống đúng luôn của chị nè, nó sẽ chua chua. Dạ chua chua á chị. Hồi nãy thôi là em cho cô thêm ly đá cho chị đó. Ủa dạ. Ủa dạ. Dạ. Chị nói đúng rồi, chị cầm ly lên xong rồi chị nói em Trường này là ly đá này vị trí ra ngoài. Nhưng mà lấy mà phẩm giới Nghĩa tại sao mà sáng nay tung cửa ra đường sớm vậy? Nghe đồn là pha trà cho mình uống đúng không? Không, pha trà sữa cho nàng uống vậy chứ không phải pha trà cho mình uống. Dạ. Trời ơi, mắc lợi mắc quả, chị tưởng là pha cho mình uống. Trời ơi. Không nhắn nàng đòi đi uống trà sữa cho nên là phải pha trà sữa cho nàng uống. À, là hỏi em để em chỉ hả? Trời ơi, chị tưởng nó tốt với chị, nó nói pha trà cho chị uống má ơi. Con đọc má chớp anh nhé. Buồn quá. Tối buồn quá. Tối buồn quá. Tối buồn quá đấy. Kìa đúng không? Phải không? Ai? Không phải. Không phải đâu. Ông giơ tay vậy hả? Không phải. Trời ơi, tao lấy thịt heo cơ. Cái công gì bệnh gì? Số máy lên thì có. Anh đâu biết đâu. Em chỉ biết là ngã từ Gò Mây đó. Đi Gò Mây ở đây luôn. Đây. Hết đường này là ngã từ Gò Mây. Hôm bữa Nghĩa có nhắn địa chỉ á mà em đâu có lưu lại đâu. Chị nó chỉ lưu Chị ơi. Dạ. Chị nó chỉ lưu địa chỉ của bồ Nghĩa thôi. Chứ Nghĩa đâu có lưu. Dạ em lưu à anh, tại gần nhà em mà. Có gì em sẽ mang sạc lại. Chơi kỳ, chơi lưu địa chỉ bồ của bạn. Này huynh đệ tương tàn nha anh. Em đề nghị là ngày khúc này phải phát sóng lên nha. Alo. Đề nghị. Ủa làm cái gì không? Trời, còn hỏi Lan có đi không? Trời ơi, sao đi? Xe đó chở đủ không? Ở cái xe đưa cái kia chở được không? Đang đi đường anh, đang đứng nhóm anh. Đứng chưa? Các hỏi nhỏ không? Nghĩa để hỏi nhà. Trời ơi. Oh my god. Ông kia rồi sao kiếm ổng? Là sao? Ông để ở nhà hả? Ông để cái gì? Ông để quên điện thoại ở nhà. Ông mẹ. Rồi ông đi, rồi sao đây kiếm ổng ở đây? Dạ, ổng nói cứ đi thẳng đây là ổng ra đón. Chung ca. Rồi có khi là ổng bị ông An bắt cha rồi, ra đường có điện thoại, có mã quét gì. Mã mung rồi sao? Ông bay lượn lượn cái đầu mình hay sao á? Ông lượn đầu mình sao? Ca này khó ổng chỉ có quen đường chim bay thôi nha. Còn đường chim đi bộ là phải check lại hàng ngoài nha. Không, cái này đường chim lái xe chị ơi. Chim đi bộ. Chim đang lái xe chứ chưa có đi bộ. Dạ, chim lái xe. Chim đang lái xe. Xong rồi tí nữa có đường chim con gạo. Đâu cường quá. Mấy chất gạo đẹp đẽ để quay phim mà chất chất đẹp luôn. Chất đẹp luôn hả? Chất đẹp luôn hả? Để tí nữa quay. Rồi sao tôi thấy cái ngã tư Gò Mây chưa? Dạ sắp tới rồi chị. Trong mong hết vô trí. Trong mong hết vô trí nghe. GPS trí hoạt động hết công suất đi nghe. Dạ. Kê. Nó để điện thoại ở nhà. Bên phải.
Thấy không? Dạ. Trời ơi, áo tím nữa kìa. Trời ơi, áo hồng. Có muốn trả má theo không? Không. Trả lời rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Trả lời rất lời lỏng không? Ngắn gọn xúc tích không. À, bà nói bà ở nhà bà nấu cơm. Ở nhà nấu cơm vậy ơi. Chết rồi giờ. Rồi bây giờ là quẹo trái đúng không? Được cơm rồi. Bà nói cứ đi rồi trưa sẽ về có cơm em. Còn trưa không về là đi luôn. Trưa không về là bà cháu ngoài luôn. Chứ không về là đi luôn đi. Thì nói rõ rồi, nãy em đi ăn phở với mấy chị rồi, không ăn cơm đâu. Chị ở đây rồi, chưa nay đi ăn phở rồi. Đây là sợ đem theo bị chọc quá thì giấu nhà. Sao vậy Nghĩa? Sao sáng nay không dẫn em gái theo, dẫn bạn theo? Đúng không Mai, đúng không? Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, quả trái anh. Đi thẳng là mình lên. Tới luôn rồi đó. Dạ. Xuống dưới nè. Dạ. Nghĩa biết là đừng sao đó. Phim không công bố nha. Chết em. Chưa mổ băng. Chưa mổ băng đó. Em không, nói chung là làm sao coi cho được thì làm, đúng không chị? Làm sao coi cho được thì làm. Bây giờ thời đại tân tiến lắm. Thời đại bây giờ internet nhanh lắm. Ví dụ như mình đứng trên núi hay là trên Đà Lạt cái gì đó mình vẫn up lên. Thôi thì phải cả cũng được. Được được. Đâu có sao đâu. Còn không là mình đợi tới cái lúc mà người ta rước đi ăn đinh á ha, tiệc tùng rồi cái mình ban một quả lên. Dạ đúng rồi đó. Tôi thích cái vụ đó. Các mạng xã hội rồi giống như chị Phương Hằng rồi. Ờ đó đó đó. Tóc rồi Facebook rồi. Không. À, đề nghị em không được gọi chị là chị Phương Hằng, em mới gọi là chị Fan Moon. Chị Fan Moon. Nghe đồn hôm nay rồi, chị sẽ trở lại đó. Tối nay 19 giờ chị trở lại nha. Trời ơi sợ quá. Sợ quá. Mua gạo á. Ủa trong này Trí là có theo dõi chị không Trí? Dạ. Trí có theo dõi chị Fan Moon không? Dạ không chị. Đồ này nhưng mà ở trên new, dạ nhưng mà trên new feed Facebook em là toàn thấy chị Fan Moon không à. Rồi, không biết sao liên lạc đi lạc cho chị sao chị kêu tên anh cái coi. Dạ. Nói sao chị kêu anh Trường ơi coi. Hồi đó anh tặng, hồi đó anh ở Mỹ mới tặng hoa cho chị á. Rồi giờ chắc chị không nhớ rồi. Trời ơi bà chửi một cái là kênh nào mà bà chửi nó là nổi hết á nha. Dạ là lên đường chịu sức không á. Ê ơi chửi kênh em đi chị ơi. Em là mồi TV là lên đường chịu mấy sức luôn. Em hứa em sẽ sao kê, em hứa em sẽ sao kê cho chị. Dễ sợ thì chứ không mà làm tơi tả mấy cái sao kỳ đó. Ca này cũng khó, ca này cũng đột biến á chị. Ông cứu đi, ông cứu đi. Nghiên cứu đi, nghiên cứu sâu đi. Đâu tay Thạnh nó lóc luôn chứ chặn gì, nãy đi vô đường khác em. Không, tay Thạnh nó lóc nhưng mà nó lóc ngoài đường một chiều đi á. Không nó chặn cứng luôn mà, chốt cứng mà. Ủa nhưng mà Nghĩa đi không có mang điện thoại theo rồi cái chỗ quét mã QR sao Nghĩa hả? Thì ở lại thôi. Cái này giống như là để điện thoại ở nhà mới được đi á chị. Ờ, để làm tin đó mà. Lòng tin đó chị. Không, em xách điện thoại theo, còn nãy là cái iPad đó. Hay là nghĩ giả bộ để quên điện thoại ở nhà. Trời ơi, tôi nghi quá. Qua mới khen ông Nghĩa coi vậy mà ổng hiền. Cũng hôm nay thấy hơi khác à. Thì sáng nay là em mới điều tra Facebook của ổng xong rồi đó. Lượng hết Facebook của ổng rồi đó. Bảo like luôn mà. Nói chung là hai Chim với Trí là hiền nhất, là tại vì mấy cái đứa hiền hơn là hai đứa ăn thịt hết rồi. Rồi xong Nghĩa là im lặng ha. Im lặng đêm Hà Nội ha. Im rứ. Sao Nghĩa vui không em? Mát à. Sao Nghĩa vui không em? Vui dễ sợ không, kịp lắc lời bình xả này lên nè. Còn sức ép vợ không vậy ơi. Dạ.
Còn thiếu giác vợ không? Còn không giác lại clip đó lên mạng sao? Giọng giọng vừa đó nhỉ. Không, không giác, không giác bị up clip lên mạng thì sao? Ừ, đó đúng rồi, thở giờ là cái lấy clip đâu mà thăm dọa. Đây này đang quay đầu. Đi thẳng hoài luôn đó ông ta. Thẳng luôn, thẳng hoài luôn. Sắp tới rồi đó. Hai đồng chí nhé. À nè, sắp thấy con điện rồi nè. Tụi em phải hướng theo những trụ 500 kV. Ủa hồi nãy không vô Tây Thạnh được hả? Tây Thạnh nó vẫn không, đi bình thường người ta. Nó chặn cứng luôn. Phải đi vòng lên trên đường khu công nghiệp đi ra. Rồi giờ đi đến mũi tàu quay đầu lại đúng không? Dạ đúng rồi anh. À cái đường mà anh dòm vô là đường Chế Lâm Viên. Đây mình không có con lương bể mình qua ha. Thôi ba. Trời ơi. Đợi con đứa bể hả? Dạ. Không em cảm thấy run sợ khi mà Chí nó chỉ đường vậy à, tại vì nó chưa lấy bằng. Cái đường hồi nãy là đường Chế Lâm Viên á, nó chặn cứng là đi không được, phải lên đường khu công nghiệp là đường Tây Thạnh á. Cái đường khu công nghiệp là Tây Thạnh, còn cái đường mà anh Trí vô, anh với Trí vô là đường đó là đường Chế Lâm Viên. Cái đường này chặn cứng nghĩa ơi. Dạ. Lát nữa để cho con dạo vô năm tiếng nấu nha. Chứ hồi xíu rồi, chỗ đây xe mình đến 6 người sao? 6 người mới cho thì chị ăn mấy gì không? À? Chứ dạ. Lại cơm em ăn mình. Mà em thấy được sao em? Chưa ăn cơm một mình mà thấy được sao em? Im ru luôn. Thôi tha cho đó Nghĩa đi, tha cho Nghĩa. Giờ đang cấm tụ tập mà, người ta chỉ có tụ tập 2 người thôi chị. Vi phạm quy định đó. Quy định là 3 người được mà, cho anh lên phường lên vô thôi, như là chiếc cơm vậy. Bữa hôm là tối khuya rồi còn thấy chát cho mọi người, giờ thấy ban cái 8 giờ là cái nít tắt liền luôn rồi. Ốp đèn không? Ốp đèn liền, tin đặt ti liền. Bắt đi ngủ liền. Bắt đi ngủ. Bị bắt đi ngủ chị. Vậy hả? Dạ. Tội chứ. Như mình làm chuyện không biết là nó sẽ sai. Không, thấy hơi sai chứ chị thấy bữa nay Nghĩa hơi buồn buồn á, chị xin lỗi cho Nghĩa ơi. Không, thường á thì 9 giờ á là nhà em cũng có một cái group F0 á, là em sẽ kêu là các thí sinh nộp bài, tới giờ trả bài. Đó là đo SPO2 rồi xong rồi báo cáo tình trạng sức khỏe không. Thì nhiều khi tối Nghĩa nó cũng phải đo vậy đó, đo huyết áp đồ. Đo nhịp tim, ECG đồ, các cái. Là hồi đó tính kia không nói cho anh Nghĩa. Cái chừng tông cửa chạy xuống à. Mà em mà chạy xuống xe á, Nghĩa nha, là xe sau bớt á nghe Nghĩa. Đi xe sau Nghĩa sợ hơn nữa. Bạn phần nguyên xe y hình như sắp tới rồi đó. Đúng rồi, hôm bữa như mình quay vòng ở đâu đây nè. Chưa đi lên nữa. Thấy cái chú hôm bữa đứng nói chuyện với chị á, sắp hơi quậy. Hả? Ủa đây là cái nhà trọ thứ hai mà. Đây là nhà trọ thứ hai nè. Ồ. Vậy ve lại đúng không? Nhưng mà giờ ve lại nguy hiểm quá, đậu vô lại đã. Đậu vô đi đã, từ từ cho cái xe tải hàng nhà nó đi rồi mình ve thôi. Vậy thì mình đưa cho cái nhà thứ hai này trước đi. Ừ. Rồi cái nhà thứ nhất kia mình. Rồi bây giờ cắt nghe để chị gọi cho cái ông. Thôi để mình coi nè, từ từ cho xe kia nó đi đã. Dạ anh ơi, anh Hồng phải không? Em là Giao, bữa trước mới lấy gạo bên chỗ xóm trọ mình nè anh. Tại đâu? Dạ, anh là anh Hồng đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ em là Giao, bữa trước lấy số điện thoại anh á, tụi em thả gạo xuống chỗ anh á. Rồi. Dạ, bây giờ thì sáng nay tụi em quay lại định là chăm thêm cho nhà trọ mình ít nhu yếu phẩm. Dạ. 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 Đợt này tụi em có nước tương, nước mắm với dầu ăn này kia đó. Thì để cho em sẽ sắp ra từng phần. Thì hôm trước anh báo là chỗ anh có 18 phòng đúng không? Đúng rồi. Rồi thì bây giờ em sẽ sắp 18 phần cho anh. Và dạ. Những người nào ra nhận được thì nhận. Còn cái ông F0 hôm trước cũng lượn vòng vòng á, thì anh đem vô vòng chỗ nha. Rồi, không ra ha. Có nghĩa là ai F0 thì làm ơn đừng có ra. Nói chung là ai F0 thì ở nhà. Tại vì để bảo vệ an toàn cho mọi người, với là cho tụi em, với tụi em còn làm chuyện khác nữa, anh hiểu không? Nên là IF0 thì anh xách đưa giùm cho họ, chứ đừng có ra lấy nha. Rồi ok, thì bây giờ anh chờ chút xíu đi, rồi em sẽ sắp hàng vô, xong rồi em gọi cho anh ra anh lấy nha. Rồi, mà để anh chốt đi rồi. Rồi ok.
Rồi giờ mình xuống mình sắp đi. Đội mạnh đã xuống. Chim. Chim chim. Anh Dũng. Bạn anh cái đợt gạo á là do ảnh gửi anh em mình đi á. Hôm nay anh đi chơi với mọi người. Bây giờ có bao ni lông đây nè. Đây nè, bây giờ đây có bao ni lông này tí. Cái mọi thứ bỏ một chút cái giờ thì mình đi ha. Bao nhiêu tối anh? Ờ bên đây 18 đến 23. Bỏ lại cái đó đi. Đó. Ủa? À, năm. Nhìn mới dùng tuổi đâu. Mình thả xuống đây. Ủa? Hết đi rồi xong rồi bên nào lấy mình kêu họ xuống họ lấy. Nó sẽ dễ hơn. Mình thả xuống một chỗ là hết thôi. Một phần là mọi thứ một cái em. Còn sữa anh? Sữa để đó đi em. Sữa mình để đó đi rồi tí nữa chị coi để có bao nhiêu đứa nhỏ là cho thêm ít sữa. Nước mắm không anh? Này nước mắm đâu phải nước tương đâu hả? Anh cũng không rõ nữa. Mọi người nha, đây là anh Dũng nha. Một bịch cặp nem. Nghe không? Nói chuyện nha, chị nè, một người bỏ. Một bịch cặp nem chưa? Anh Dũng chiên thảy vô đây đi anh Dũng. Vô vô góc thì lát người ta lấy. Có cái thùng đó. Thôi cứ để sáng đi, túi gì lông. Ở đây 18 nha. Rồi mình nhờ để qua anh kia. Hai phải không? Kinh nghiệm đi buôn lậu rồi. Bởi vậy. Sao? Mới bị công an lấy xe luôn hả? Để ngoài ra ta lấy dễ rồi. Còn cái thùng có để lát nữa mấy người không có ra thì chiên vô. Rồi ổng chiên vô. Để gì á, cái đó. Đây là một phần đến đây. Một phần thì gồm có một chai nước tương. À, một cây dầu ăn, một cây nước mắm, một bịch bột nêm của chị An gửi. Đây, đây là cái xe mình đang chở hàng đây. Chim, cười đi em. Chí, cười đi em. Hai em trông có vẻ hạnh phúc quá. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Nhờ những cái xe này thì bà con em rất rất những cái này thì bà con em không giả bằng nó đây chứ anh lùi 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 chứ lùi em rồi như phần rồi 3, 4, 12, 18 nha thành như hay hai mấy luôn rồi đó. Còn bây giờ cho em làm phần em bỏ vô túi này. Đây. Ừ. Có cho ăn rồi ạ. Cho làm luôn á. Bây giờ cho lấy đi. Nè nè. Dạ bây giờ lấy cách đây ra đi. Đứng cách ra giùm em đứng xích vô giùm em đi nha. Ở đây đúng một khúc lỗ mình tụ lại vậy là người ta cũng sẽ tụ lại á, rất khó. Rồi lấy giùm em đi ha, một phần. Anh lấy giùm mọi người, đây là cái sắm trọ thứ hai mà hôm bữa mà tụi mình đã lên đã đưa chuyển gạo rồi đó. Thì hôm nay tụi mình quay trở lại để chăm tiếp cho mọi người một ít nhu yếu phẩm ha. Nói chung là có cái gì tụi mình sẽ cố gắng những kia nữa hỗ trợ cho cái sắm trọ này. Còn khi là anh Hồng thì sáng nay anh sẽ phụ cho tụi mình là chia cái phần này ra. Cho anh ấy xong á, tí nữa anh hay vô nhà cho anh vậy đó. Bữa nay ông nằm học xong rồi. Ông nằm luôn rồi hả? Ông mệt hả? Ông giờ sao rồi anh? Giờ mệt. Bữa nay anh nhắc cho ông ở nhà đi mà để ông đi vòng vòng về lây cả xóm sao? Đi như vậy là lây cả xóm anh đó.
rồi từ từ bữa đó, bị bữa đó cũng không biết ổng bị ép tâm. Rồi từ bữa đó để ở trong phòng xuống rồi. Bây giờ mấy đứa nhỏ thì anh kêu nó đứng yên nó đi, em sẽ cho sữa rồi đó sau nha. Bây giờ ở đây là một cái xóm chạm điện thì bây giờ nó nằm cạnh cái quốc lộ á, nên là nhìn thì có vẻ khang trang vậy thôi, nhưng mà vô trong thì các bạn sẽ thấy là một cái khu rất là đó. Ông ép không lại ra nữa kìa, nó lùi đi không, ổng kìa, ổng bận áo áo nâu kìa, ổng bận áo nâu, ổng đang ra kìa. Dạ dạ không có gì dạ. Không phải. Ổng ngồi ở nâu kìa, em chưa qua đây đi em thấy. Đó, ổng. Trời ơi, anh nhắc cái anh ép xong á là ảnh cứ hô đi rồi rồi chuyển vô. Chứ không thôi anh đi ra vậy anh lấy cả xóm anh ơi. Dạ, mình phải tháng chứ. Từ từ đi mọi người, từ từ, từ từ. Em bé ơi, con đứng ở bên đi, chú đưa sữa cho nha. Tí nữa anh đừng có con tặng. Con đi ra con lấy cái gì? Con đi ra lấy cái này đúng không? Rồi vậy con lấy đi. Lấy một phần con đi vô đi, nhanh lên. Anh quả. Rồi, chạy đi giúp em vô đi con. Giúp em vô. Còn hai nữa không anh? Ở trong nhóm hồi nãy ra thì có một anh bữa nâu, ảnh là F0. Nên là mình phải nhắc, phải kêu ảnh đi vô đi, không có nên ra vậy nguy hiểm cho mọi anh người. Ơi, anh phải nhắc cho anh ở trong nhà. Anh đừng có F0 quá mà anh có đi còn phòng như vậy là cái xóm nó bị luôn đó. Đi kiểu này là cả cái xóm trọ 18 phòng là bị hết à. Này rất là nguy hiểm, mà ngay cả cái anh mà đang phát đồ này mà cứ tiếp xúc kiểu này cũng sẽ không ổn luôn. Dạ rồi cứ hết người này rồi người kia ra, trời ơi cứ đi ra mà nguyên cục như nãy gặp anh kia là rồi xong rồi đó, người ép một hết rồi đó. Kêu kêu mấy người mà còn trong phòng kêu ra giùm ơi. Đúng rồi anh. Đúng rồi, để sẵn rồi đó. Tình trạng anh đã ổn không anh Hồng? Mình đang khỏe rồi, không nhưng mà cũng ổn lại cả hơn tuần rồi. Thôi là em lấy phần đi, em lấy phần đi vậy. Rồi cái chị sinh con đâu? Ở đây kia đây. Không? Vẫn bộ đồ cam hiệu thoại mà đi. Chị lấy phần đi. Đây. Dạ. F0 tí nữa anh Hồng mang vô. Dạ. Thôi cùng pha bằng F0 thì tôi đi vô. Dạ. F0 với của anh này là dạ. Anh mang vô giùm em nha. Hai ở phòng với phần này. Dạ phần của anh. Dạ anh phải lấy cái phần của anh. Nhưng mà em nói anh nghe là anh cũng phải cẩn thận nha. Ổng mà đi cái đó là anh cũng dính trưởng luôn á. Nhắc hoài mà ổng cứ ra vô bị không có nha. Ổng không có muốn nằm phòng á, ra phơi nắng đầu kia vận động á. Thì đúng rồi, khi nào ổng ra phơi nắng á thì dạ. Anh nói mọi người nhắc mọi người đi vô đi, ổng ra phơi nắng. Rồi khi nào mà mọi người ra thì anh dạ. Thằng hôm lại cũng nó qua cái mười mấy ngày rồi á. Không, nhưng mà nó vẫn có khả năng lây, ổng chứ không có bị nặng nhưng mà ổng lây vô người khác. Tụi em lên là anh mới bị có một ngày thôi. Thì hôm nay là anh bị. Không, là ngày thứ ba. Lúc đó là ổng được tuần rồi đó. Hậu đó, ổng nói em hậu mới test dương tính ngày hôm qua. Đâu có đâu á. Thôi thì đúng là tụi em nhắc vậy đó. Tại vì nó sẽ nguy hiểm cho mọi người kể cái anh luôn. Anh hiểu không? Cảm ơn. Mình cũng biết chứ mà. Bởi vì cái phòng của ổng là phòng cuối cùng nhất. Anh nằm ở trong cuối nhất. Dạ. Nên cũng ít chứ ra ngoài. Nhưng mà mình cũng khuyên ổng lâu lâu cũng hay ra phơi nắng này kia. Dạ. Nhưng mà khi nào ra thì mọi người đi vô thì ổng đi ra. Nha. Còn khi nào mà mọi người ra thì anh nhắc là phải đi vô giùm em. Mình không có kỳ thị gì hết á. Nhưng mà giữ sức khỏe cho ảnh, giữ sức khỏe cho người xung quanh nữa. Mình lớn tuổi rồi mà. Dạ, rồi bây giờ vậy. Em sẽ cho mấy đứa nhỏ thêm ít sữa nữa. Trong đó một nửa là mấy đứa ra xấu đúng không? Là 8 đứa. 8 đứa đúng không? Bây giờ em 8 đứa cho đứa xấu lon đi là 6 hộp đi là khoảng đủ một thùng đó. Ủa vậy là thiếu một phần hả? À? Hay sao? Có thiếu không? Có thiếu thì em bù cho. Không thiếu đâu. Thôi bù đi, bù cho ảnh phần đi. Bao nhiêu phần cho
18 mà bây giờ phát sinh ra 19 rồi. Cho mấy đứa hết đó. Dạ bây giờ có 8 đứa thì gửi một thùng là 48 thì mỗi đứa 6 thấy anh phải dặn ta là sẽ đưa trên cái bộ thôi chứ không phải là ai đi ra một lấy hết. Cái này có cho mấy cái đó phải 48 hộp không anh? Để em chia cho mấy cái nhỏ. Ừ. Rồi anh chia cho mấy cái nhỏ dùm em nha. Em cái này là chia theo cái hộ dân, cái phòng. Chứ không phải, chị không phải là mỗi người sắp hàng ra lấy đâu. Mỗi một hộ thôi, mỗi một hộ thôi. Nha. Rồi thôi vậy được vậy nha. Dạ, rồi có gì tụi em có gì khác thì tụi em đem lên sau nha. Rồi ok. Cảm ơn mấy anh em chị nha. Anh dặn mọi người cẩn thận cho em nha, cái bé nó nhỏ trong này nhiều á, đi vô đi ra. Còn đây nữa nè, hết trọt nha mày luôn á, vậy nhả mày luôn đi. Rồi cảm ơn tất cả. Dạ thôi em đi, giữ sức khỏe nha. Dạ. Em chào anh nha. Rồi bây giờ là ghe lại cái đầu kia, ghe lại đầu kia ha. Mình ghe lại đây nè, để mình vô cái. Hồi nãy mất cái xe tải không dám ghe. Em mới đứng xíu mà mũi đập em nè. Rồi mình ghe lại đầu kia ha. Bây giờ là cái xóm trọ này lại là xóm trọ đầu tiên, tại nãy lỡ bộ cái xe cho nên là tụi mình phải nhích lên cái xe kia trước, tắt kia trước. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển 33 phần vào. 33 phần. Mũi đơm chị Trí ơi, mũi cắn. Cắn có thấy cho nè mình chơi. Đây. Bây giờ mình sẽ... Em ơi, cái này chị cho nhà cỡ nên tí nữa đi ha. Chị nhớ em. Hôm bữa là em, chị có đưa gạo cho em đúng không? Em bán cá đúng không? Chứ em khu nhà trọ nào đó chị nghe. Mở đằng này nè. Vậy thì tí nữa em dẫn chị lên nhà trọ bên em đó đi rồi chị. Phải bao nhiêu phòng? Bao nhiêu phòng? Cái đó cũng mấy chục phòng mà đông lắm. Mấy chục. Mấy chục là mấy chục. Đoán, 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 đoán. Nhớ lại em đi bán à. Ừ, ừ vậy thôi tí em đợi tí em dẫn chị lên chỗ đó đi rồi chị chia gạo cho mọi người. Chỗ này nè, chút chị lại chút chị có đi nữa không? Thì bây giờ chị có chuẩn bị gạo nơi á cho nên là nếu phòng trọ của em xích lên gần không? Cái chỗ chị phát lên chút nè, qua cái chỗ giải đông một tí nữa là tới. Ừ. Cho đi đợi chị tí xíu để cho chị mang gạo lên ha. Tại cái này là những cái phần người ta chuẩn bị cho cái nhà trọ bên này với nhà ổng kia rồi, còn để chị coi cái tình hình bên đây như thế nào đã. Xong có gì thì chị có cái gì thêm thì chị mang lên sau. Cứ cái quy trình là gạo trước rồi đã hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Giờ hôm qua chuẩn bị rồi các bạn ơi. Bây giờ chị bầu lấy đi chị bầu. Lấy đi chị một phần nha. Tại đây để em đỡ lên cho. Rồi đây, cho lăn luôn, cầm nha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, cứ mỗi người một phần nha. Rồi. Đây là cái phòng trọ của xóm điện, xóm trạm điện Cao Thế. Hôm nay thì tụi mình quay lại để gửi cho họ những cái phần nước tương, nước mắm. Dạ, ăn ngọt gì đó. Lấy phòng cái bên em nữa. Dạ. Cái nhà hàng chồng cái bên chị có bầu á. Tí nữa. Không, có bầu lấy rồi anh. Có bầu lấy rồi anh. Chị bầu lấy chưa? Lấy rồi anh. Dạ, rồi bầu lấy rồi. Lấy rồi đi ông nội anh. Em bán. Xin mời anh. Mỗi phòng lấy một gói giùm chị. Dạ dạ. Trời ơi, áo hường đẹp quá, mang dép trái kìa. Rồi mình lấy xong cái mình đi vô giùm em nha. Đó. Đó từ từ, đợi đủ. Rồi, không có gì. Rồi anh lấy đi em. Lấy đi. Em lấy đi.
cây gì này. Trời ơi, anh bắt ba hả? Hả, đại ca hả? Đại. Đến nhà trọ này. Đây là anh Dũng Nguyễn, nay anh Dũng Nguyễn đi chơi tụi mình. Và anh Dũng Nguyễn cũng vừa mới cho tụi mình 80 mấy bao gạo để ủng hộ cho bà con khu vực này. Thì đây có nhiều người không có hiểu cái xóm chạm điện là cái gì. Hôm trước thì mình mắc đưa gạo nên mình cũng không có thời gian quay. Đó, anh Dũng nghe tiếng kia không? Nghe tiếng đè đè không? Chưa nghe. Đó. Ở đây là anh nè, cái vườn rau này là để cho người ta sống đó, 4 tháng nay là sống như vậy đó, vườn rau nhỏ xíu vậy. Bên kia có rất nhiều cá nhưng mà cá của chủ hồ nên là cũng không có được đụng vô. Đây vô nữa đi anh, vô trong nè. Đó anh này nghe chưa? Đó, vậy là hôm nay là nhỏ đó, nó tùy hôm mà gió mà nó đưa á, nó kêu ghê lắm. Một cái phòng trọ như vậy là 1.2 triệu, một phòng trọ là 1.2 triệu đến 1.5 triệu thì nó nhỏ vậy thôi. Lấy vô ăn chưa chị? Dạ rồi. Cái phòng nó nhỏ nhỏ. Nít ra lấy sữa kìa. Ra lấy đi con. Lấy dầu chưa chị? Em lấy rồi em. Dạ. Ủa chị làm ở đâu? Em hả? Dạ. Em làm con Trang hả? Thì nghỉ bao lâu rồi? Nghỉ ngày 2 tháng rưỡi, còn 3 tháng rồi. Có công ty họ hỗ trợ gì không? Có hỗ trợ tháng trăm mấy mà tháng này còn có 85 à. 85.000 hả? Dạ. 85.000 làm gì? Đó, cho nhiêu hưởng nhiêu sao vậy? Ở đó còn được 85.000. Đây nếu như ăn rồi, không có ai rồi. Nói cho nhà nước cho 1.5 triệu, cho 3 tháng không có 1.5 triệu nào luôn. Ở đây tụi em làm đi lên rồi cũng không có cho luôn. Tư nhân nghỉ đâu có được. Tư nhân nghỉ đâu có được gì đâu. 3 tháng này là không có gì luôn. Còn công ty Quang Thái làm 3 tháng này không cho được gì vậy? Bên nghe nói bên cái gì bên xã hội gì cho được. Nhưng mà bên anh có đăng ký bảo hiểm xã hội không? Có bảo hiểm luôn. Có hả? Thì bây giờ mình đi làm thủ tục được mà. Để mình hỏi coi cái thủ tục như thế nào, bởi vì mình hướng dẫn. À, đúng rồi, phải là công ty đưa lên danh sách. Còn nếu không thì xuống với tổ dân phố, ông tổ trưởng không phải lên danh sách. Mà cái vụ 1.5 triệu là thôi, cứ đi kiếm ông tổ trưởng lên phường thôi ha. Còn kéo đi tụi em mà. Kéo lần nữa, kéo đi 2-3 lần rồi. Cũng vậy anh ơi. Mấy chỗ kia nó bắt nhốt bắt nhốt thằng xe. Ủa? Bắt nhốt càng tốt quá, nó nuôi khỏi phải đi làm. Rồi. Bây giờ ai mà bị nhốt là đỡ đó. Ở chồng ta có hết rồi là chưa có. Còn đây nữa anh Dũng. Đó anh đó đi. Đây. Thì các bạn thấy là nè. Họ ở cạnh ngay đường dây cao thế. Đó, xung quanh là những cái tiếng nổ tập tập xè xè rất là lớn. Okay. Thì ở cái phòng trọ này đỡ cái là cái không gian nó thoáng. Nên là họ ở cũng đỡ hơn những cái bên kia. Cái xóm bên kia thì thôi quá kinh. Đây, cái như chỗ này là vậy là thoáng rồi. Đây các bạn nhìn nè, của cái trụ điện cao thế này. Đây là căn nhà của họ nha, trụ điện kế bên đó, vậy là nó lớn khủng khiếp. Có nghe tiếng nổ không? Mọi người nghe tiếng nổ không? Tiếng ù. Cái này là thuộc về hành lang điện, hành lang bảo vệ của điện trạm điện cao thế. Đây, phòng này là 1.000.000
phòng nhỏ nhỏ về. Em làm ở đâu? Em làm ở dưới quận 6. Vậy hả? Dạ. Mấy tháng nay nghỉ hả? Nghỉ gần 3 tháng. Cái này phải lên phường thôi. Đó, em có kéo nhau đi lên phường. Chạy lên kêu đi về về. Mấy lần là đi 5-6 lần gì đó. Nhưng mà tổ trưởng tổ dân phố họ có xuống đây họ khảo sát, họ nói chuyện với dân gì không? Tổ trưởng không xuống đây. Mà có biết mặt ổng không? Có số điện thoại ổng không? Hình như có đúng không? Có cái chị bên hông này chị có điện thoại cho ảnh mấy ông á. Đi lên ông kêu ông khu phố ông kêu đi về đi, chừng nào có tiền thì ông điện cho hay, ông nói vậy đó. Mà 3-4 tháng nay rồi. Rồi thôi để cho tụi anh có đồ gì thì anh đem xuống ha. Dạ, còn dạ. Cái vụ tiền để đi kiếm ông phường đi nha. Dạ. Chứ tụi anh chưa thua. Đây, chạm điện nó vẫn kêu nha. Tiền đi chứ tháng này là tiếp tục là thiếu tiền nhà rồi đó. Thiếu hết tháng rồi mà không thiếu sợ gì. Giờ đang ráng rồi chứ tụi em cũng như mấy anh chị vậy đó. Khổ lắm. Đây mấy đứa nhỏ vừa mới được sửa. Quên mình không lên. Cho chú đi. Cảm ơn chú đi. Nè chú quay kìa, chú đưa lên tivi kìa. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Đây. Chú. Rồi. Hello đi, hello. Hello. Ba chú kìa. Ba chú là chú đi kìa, ba chú đi. Ba chú đi kìa, ba chú đi. Rồi. Em mà tại vì nhà chợ đặt nắm ba không có ai khác. Chợ đó người ta phát người ta mừng lắm nhưng mà không có ai khác gì hết trơn. Để trong cái hẻm không? Trong cái hẻm nhỏ. Rồi bây giờ là người dân họ chỉ thì sẽ có một dãy phòng trọ thứ hai. Mình sẽ đi lên đó mình ngó coi sao. Đó rồi. Rồi, như vậy thì là mười mấy phòng là chính xác, để em đúng em rồi. Cho mười mấy, mười mấy phòng gạo. Giờ mười mấy phòng. Có 13 phòng mà. Rồi. 13 phòng, như vậy thì báo cho 13 phòng, đại diện 13 phòng, từ từ nha, từ từ chưa. Tí nữa em để gạo đây. Xong, báo cho đại diện của 13 phòng. Tùng tự từng người một. Ở đây có ai bị bệnh hay có gì không? Phát phòng không? Không, anh hỏi để kiếm giúp đỡ cho. Dạ bên đây mới test xong không có ai bị rồi. Bây giờ 13 phòng đúng không? Rồi chị sẽ xuống 13 túi ở đây. Rồi đợi chút, nói mọi người cứ ở yên trong phòng. Trực tự làm sao để chị lên chị coi hẻm trên rồi chị quay lại. Rồi rồi từ từ. Chị biết, chị biết, chị có biết. Người ta có báo đàng hoàng. Là khúc trên này là F0 không đúng không? Rồi rồi ok. Rồi ok, bây giờ đợi chút xíu. Tuy xong là chị sẽ báo. Chị sẽ xuống. Để dùng canh đây chắc. Dạ. Rồi đi ông cũng. Hả? Hẻm này là nguyên hẻm F0 này, 20 chợ là 18 chợ F0 đó. Bây giờ thì thôi mình để 18 túi quà đây đi. Mọi người nhìn đây nha. Ở đây á là một cái hẻm là 20 phòng, chỉ là 18 phòng F0 và họ đã đi đưa đi hết rồi. Đi hết luôn hả? Đi hết luôn, bị đi đưa đi rồi vô các bệnh viện rồi. Đó. Là như vậy. Đây các bạn nhìn thấy. Có lẽ là mình cũng không nên vô. Đây cái hẻm nhỏ này. Đây là 20 phần gạo đó. Rồi qua em anh đi. Không, để ngay cái gốc cây để cho anh thôi. Để ngay gốc cây. Đây, đỡ bên đây, đỡ bên đây. Để đây để tìm để cho mình ra lấy nha. Ở đây có 20 hộ thì mình sẽ gửi 20 túi gạo.
chủ lực nè, đó, khỏe lắm. Giá hay, giá hay bự nè. Theo luôn à, anh đi chim tô xít hả? À, 20 phần gạo à, 14, 16. Đây, đây là anh Dũng nè, tổng người, cộng bao nhiêu vậy? Người tặng 20 phần gạo đó nè. Em ở đâu? Chờ chút xíu nha, tại lần này anh đem đã bị đủ rồi, để lần sau anh xuống lại nha. Hôm nay anh sẽ xuống đây liên tục à, em yên tâm. Chút xíu anh nói chuyện với em ha. Kế bên xin nữa nè, cũng nhà trọ luôn. Mà mình là hết rồi, hết hàng rồi. Đem được bao nhiêu à, mà mình lại đi chiếc khác nè. Anh Dũng, đi đi vòng anh thấy sao anh Dũng? Thấy sao mình khổ, ta còn khổ hơn nhiều. Rồi rồi, chỗ này 20 phòng đây nè, người ta ra nè. Không, ở đầy ra ra kìa, đứng chờ kìa, anh hỏi rồi. Rồi, cho anh. Đó là người F1 đi thôi. Rồi, rồi đủ đủ vừa đủ luôn. Mọi người ra nhận đi. Mọi người. Cái hẻm này nó cả 20 rồi, cái hẻm vừa mới rồi nữa là mấy chục nữa. Đổ đổ đây rồi. Đâu có dám ra. Đổ đi chứ. Lấy giùm. Lấy giùm. Lấy giùm. Em nó để nó đi rồi. Chờ chú đi, chờ chú đi. Người ta đi rồi mà người giờ nhà vẫn còn ở lại. Sorry, sorry cái này lỗi anh. Ký ai bình phồn cái máy. Nóng trời. Tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi. Nghe anh xịt đi. Tắt rồi, chưa tắt, chưa tắt. Để anh tắt nó lại. Ở đây là những người buôn bán nhỏ, họ ngồi ở đây để họ bán hàng, tuy là họ bán trái phép á. Còn bao nhiêu phòng còn không phải ơi, em có đây nè, hỏi bà chủ là chính xác cái này chính xác, em xin quà cho nhà trọ mà bây giờ em chỉ em xin cho nhà trọ mà nói cái phòng nào còn ở thôi nha, là bà chủ nè, là bao nhiêu phòng vậy cho em hỏi, rồi mùa dịch này rồi ở trong khu đó thì chị có hỗ trợ không, hỗ trợ cho người cái trọ không? Hồi tháng này lấy tiền điện nước không, chứ phòng 300.000 để phụ đóng tiền căn hộp điện á, điện người ta tiền để cái gì á. Tại vì điện ở đây nó cao giá, ra là lấy phòng của 300.000 để đủ đóng phụ đóng tiền điện. Ủa sát đường dây điện điện cao giá hả? Cao chứ, tại vì mình đóng mà như mình quy định của nhà nước là bao nhiêu ký một xài lố á, có quy định á. À là nó lũy tiến lên đúng rồi. Rồi rồi phòng phòng trọ của chị là chị hỗ trợ, thì chị cứ lấy tiền điện thôi. Là tháng vừa rồi thôi hả? Rồi tháng tới trước sao? Cho mấy trăm ngàn à. Chứ mà phòng mà chị mấy mình lấy mấy trăm vậy đó. Dạ rồi, giảm đi, giảm rồi, mấy cái chục phần trăm. Còn tháng sau nè, mới cho tháng này là hết. Dạ. Rồi bữa giờ thì bên phòng trọ mình có hỗ trợ được hỗ trợ gì bên mặt trận Tổ quốc hay ở phường chưa? Phường có cho gạo cho này kia, mấy đứa nó xin ai từ thiện, có xin vô cũng khoai tây ăn. Rồi, dạ. Vậy là mình bây giờ chốt lại là mình có 30 mấy phòng. 24 phòng đúng không? Ok, để em nhớ. Bây giờ em giúp được chị, cảm ơn nhiều nha, phòng nhà trọ. Giờ tạm thời tụi em chỉ có gạo thôi, còn những cái khác nếu mà để xin được thì em xuống sau nha. Dạ, xuống sau giờ đi chị. Đưa gạo trước nha. Dạ, rồi em chào chị. Rồi, 24 túi rồi. Đây là những cái hẻm nhỏ nhỏ. Không cần đâu, bây giờ em biết cái chỗ này em lên nè, xuống em làm xuống gặp thì em hỏi đi. Tôi xin hả? Sợ cũng không hả? Lão sợ xin. Vậy em mà ai cũng đói hết. Dạ, dạ. Rồi thôi, kệ, tôi biết cái tình bạn. Rồi, đang có bầu hả?
Dạ người ta ta chưa cho nhưng mà ta nói quay đi. Tôi xin cho nhà trọ mình. Thì đi gần. Thì quay từ phòng đó. Rồi mấy anh chị lần lượt lấy đi. Từng người lấy giùm em nha. Cô chỉ có bỏ cho mấy cô chú trong hẻm này cô hẹn được không? Con ở đây vậy? Trời ơi, nhà giàu quá. Ca sĩ luôn hả?
chắc dư á, xịt còn cái tí chứ. À là có người đang ra, có một người đang ra. Để xuống đi Dũng ơi.